Em sẽ khỏi mà. Không sao đâu. Mẹ à, đừng chết. Mình mẹ, tôi không chịu nổi nữa. Tôi sẽ đưa con tôi xuống. Anh đừng có điên quá như thế. Tôi đã nói có cả tổ rắn ở dưới nè. Anh đừng có bất trí. Vậy chứ chúng ta phải thoát bằng cách nào? Anh muốn con bé chết hả? Đừng khóc con. Cha có súng, cha sẽ bảo vệ con. Đừng khóc, tôi sẽ tự tìm đường thoát. Tôi tự làm được. Đừng mà, ngoan đi con. Đừng đi. Tôi biết đâu. Tôi biết thế này. Trong phòng này. Biết. 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 Định dùng cái này cản tôi à? Bà nói đi, đây là cái gì? Yeah.
Bích. Bích. Cho tôi đi theo vẫn tốt hơn chứ. Ở đây cần một người đàn ông. Về nhanh nhé. Sao lại như vậy? Tôi đã nói là đừng có vào đây. Không phải tại tôi. Tại sao bà biết trước hả? Con mụ thối nè. Anh bình tĩnh đi có được không? Giờ này còn bình tĩnh làm gì nữa? Chúng ta đã tàn đời rồi, chết quá nhiều rồi, sắp đến lượt chúng ta đấy. Không phải tại tôi. Đi đi. Cút đi. Cút. Ba. Nin. Đi. Đi nào. Mọi chuyện kết thúc rồi.